Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi qua trải bài. Phải giải quyết tình huống này như thế nào? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và thông điệp có rất nhiều, các bạn tiếp nhận một cách rất là cởi mở. Và tình huống của bạn như thế nào thì các bạn sẽ tự biết. Đây là thông điệp chung cho tất cả mọi người. Và trong trải bài các bạn có lá The Well. Kế tiếp nữa là các bạn có lá 8 kiếm. Và tiếp theo nữa là các bạn có lá. Tiếp theo các bạn có lá 10 ly. Sau đây mình xin giải thích cái trải bài cho các bạn. Và vấn đề của các bạn đang gặp phải, đang bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển hành. Ai trong số hai bạn đang trải qua cái trải nghiệm của thất bại hoặc thành công và thăng trầm trong cuộc sống. Và một trong hai bạn là không có thể kiểm soát được những gì đến với cuộc sống của mình. Bởi vì cái The Wheel of Fortune này đang vận hành hối hả và nó cuốn bạn đi rất là nhiều. Đôi khi các bạn cố gắng ngăn chặn sự thay đổi và muốn mọi thứ không có chuyển dời. Nhưng không ai trong số các bạn nhận ra là việc này thực sự là bất khả thi. Và qua cái lá bài này nhắc nhở các bạn một điều duy nhất là cuộc sống này là một cái sự thay đổi. Nó muốn chúng ta hiểu rằng mọi thứ luôn luôn thay đổi và tất cả đều là vô thường. Cái bánh xe này xây vòng hoài cho các bạn. Đến khi là một trong hai các bạn tiến tới tâm điểm của bánh xe thì các bạn mới thoát khỏi cái hối hả điên cuồng của cái dòng xoay này. Khuyên chúng ta là nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng mà cũng cần phải xác định cái tâm điểm cho riêng mình. Tức là các bạn phải cần biết mình muốn gì và cần gì cho cuộc sống và hướng tới mục tiêu. Bởi vì bạn hướng tới mục tiêu thì trong quá trình đến mục tiêu đó, cái sự đau khổ nó sẽ không làm bạn ngã quỵ. Nếu như bạn cứ nhìn cái từng chặng đường thì những cái đau khổ sẽ dù dập bạn rất nhiều. Mình phải xác định cái mục tiêu trong tương lai mình là gì, mình nhắm thẳng tới đó thì từ đó mình mới không có đau khổ trong cuộc sống này. Và bởi vì cái sự vận hành của lá bài này khiến cho một trong hai các bạn thay đổi cực kỳ nhanh chóng và có xu hướng bị cuốn vào những thay đổi xảy ra quanh mình. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm tình yêu thì đây là cái dấu hiệu tốt là các bạn sắp gặp được đối tượng. Có một cơ hội đến rất bất ngờ và kỳ lạ, một bước ngoặt rất là tốt ha. Nếu như các bạn đang quen trong mối quan hệ thì một trong hai bạn là một cái người đem luồng sinh khí rất mới mẻ, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên sẽ có một cái nhân vật là có một cái năng lượng rất là khác với năng lượng tràn đầy sức sống này. Do đó mọi cảm xúc của họ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Do là cái nguồn năng lượng quá mới mẻ và tràn đầy sức sống làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người đối diện. Và cái người mang năng lượng tràn đầy cảm xúc vậy sẽ thay đổi cuộc đời của cái người mang năng lượng tiêu cực theo một cách rất là tích cực. Nhưng mà cái sự thay đổi trong mối quan hệ này cần cái người kia phải xác định đó, cái người mang đến luồng sinh động mới cho mình phải có ý nghĩa và phải thích nghi với nguồn năng lượng này thì họ mới cảm thấy là hạnh phúc và theo cái luồng sinh sống và họ sẽ tiến bước trên cuộc sống. Còn không thì họ cứ bị đắm chìm vào trong cái tiêu cực của chính họ. Đây là chính cái chướng ngại vật từ một cái phía người mang năng lượng tiêu cực. Nhưng mà cái lá bài Ace of Swords này, 8 kiếm xuất hiện với tình trạng đảo ngược thì chứng tỏ đây là một cái thời điểm là có sự giải phóng và họ cảm thấy năng lượng đã được giảm bớt áp lực. Họ đã giải phóng được lo âu, họ đã biết đối mặt với sợ hãi và sự thật. Đây là cái thời điểm là một trong hai bạn lấy lại sự tự tin, bỏ qua những lời chỉ trích, đứng lên để giành lại quyền kiểm soát. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ minh mẫn hơn và tiếp thêm sức mạnh và tinh thần mạnh mẽ, tràn đầy hy vọng khi lá bài này xuất hiện trong trải bài của các bạn. Lá bài này chỉ ra rằng các bạn đã sẵn sàng để thoát khỏi những cái vòng lặp không đáng có. Bạn biết yêu cầu sự giúp đỡ và vượt qua những cái trở ngại. Đây đại diện cho một cái kết thúc, một cái quá trình đau khổ từ trước giờ. Nó đang là dấu hiệu là các bạn đã thoát ra sự áp bức tột độ trước áp lực. Khi mà đó các bạn đã tê liệt hoàn toàn chính nỗi sợ hãi và trầm cảm rất là nặng của một trong hai các bạn. Và về tình yêu thì nó đây là một cái điểm tốt. Nếu như bạn đã trải qua cái sự lo lắng về mối quan hệ thì cái việc này nó sẽ mang đến cái mối quan hệ đã vượt qua những chướng ngại vật rồi. Đây là cái thời điểm mà nếu mà mối quan hệ bạn không hạnh phúc và bạn cảm thấy bị mắc kẹt thì lá bài sẽ gợi ý là các bạn nên thoát khỏi những cái mối quan hệ độc hại đó. Nếu như các bạn độc thân thì lá bài
nói rằng bạn đã trút bỏ được những cái nỗi sợ hãi và lo lắng để ngăn cản bạn đi tìm kiếm tình yêu. Bạn tìm thấy được cái quyền là hy vọng một cái mối quan hệ yêu đương. Ngoài ra đây dấu hiệu cho thấy sự lo lắng của bạn về việc hẹn hò đã đến mức là khiến cho bạn tê liệt, không muốn tìm kiếm một nửa kia của mình nữa. Do đó các bạn phải mạnh mẽ và tiến lên về phía trước để tìm lấy chính tình yêu của mình. Lá bài kế tiếp sẽ là cái hướng giải quyết cho các bạn và kết quả của cái vấn đề bạn gặp phải và cần giải quyết là gì. Thì các bạn có lá 10 ly. Và lá bài này nó nói rằng các bạn đang bị một cảm giác là bị che mắt bởi những cái thử thách trong cuộc sống và cảm thấy như mình bị ngập chìm trong những khó khăn này. Nhưng mà các bạn quên là cái niềm vui luôn tồn tại và cái quyền cơ bản nhất là các bạn có thấy cái niềm vui ở xung quanh. Khi mà cả bạn còn có đôi mắt để nhìn thấy sự đời là các bạn đã hạnh phúc rồi. Các bạn có cơm thì ăn, có nhà để ở, đó là điều hạnh phúc. Bạn nhìn thấy lá bài không? Cái hình ảnh cặp đôi vợ chồng cùng những đứa con đang vô tư nô đùa. Ngôi nhà nằm quay quanh những hàng cây, một cảnh rất là yên bình. Đây là một trong những cảm xúc xuất hiện trong bối cảnh này, rất lý tưởng và hoàn toàn nằm trong tầm tay của mỗi người trong chúng ta. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy là cảm giác thanh thản khi vốn xuất hiện, để mà các bạn thấy là mỗi người chúng ta đều phải bình an trong nội tâm. Và cảm giác này, bình an này sẽ tác động ra bên ngoài. Khi mà các bạn có sự hòa hợp chính bản thân bạn, thì bạn sẽ tìm được tận hưởng hòa hợp với môi trường sống xung quanh. Mong là các bạn sẽ chấm dứt cái khả năng là thù địch hay là hoàn toàn gác bỏ cái người kia. Bởi vì nếu có xung đột hay tranh đấu xảy ra xung quanh bạn thì đây là cái thời điểm bạn nên chấm dứt cái chuyện đó. Nếu bạn có đang có xung đột với chính mình thì hãy bạn hãy tin là bạn nên tìm thấy cái sự bình an trong chính nội tại của chính bạn. Lá bài này xuất hiện nói là bạn đang được ơn trên ban phước lành và niềm vui rất là nhiều. Lá bài nói rằng tương lai bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng có, may mắn sẽ đến. Bạn hãy biết nhận những cái niềm vui về xây dựng cái nền hòa bình xung quanh bạn. Bạn có thể tìm thấy cái chìa khóa của hạnh phúc ngay chính trong gia đình của mình. Và dù thế nào đi nữa thì gia đình của bạn vẫn là những cái người mà bạn gắn bó nhất về mặt tình cảm. Nếu gia đình hiện tại của bạn đang gặp phải những khó khăn rắc rối nào đó, hãy cố gắng giúp họ khôi phục lại sự hòa hợp. Đây là thời điểm thích hợp để cho mọi người trở nên gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Khi mà các bạn tìm được thấy được bình an trong nội tại thì nhất định giữa bạn và người yêu của bạn sẽ đang nhìn cùng về một phía. Nếu bạn đang trong mối quan hệ nhưng vẫn chưa chắc chắn là hứa hẹn chính thức về tương lai và đang chờ một đời đó xuất hiện thì các bạn hãy chuẩn bị đi và ngày đó đến rất gần rồi. Đừng phá hỏng mọi thứ bằng cách gây chuyện khi mà chẳng có gì đáng phải lo lắng nha các bạn. Hãy giữ cái hòa khí xung quanh. Một cái sự nóng giận, một cái sự gây bất như ý sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn rất là nhiều. Và lá bài cũng hy vọng các bạn sẽ có và phát huy cái nguồn năng lượng tốt cũng như duy trì cái thái độ tích cực. Điều này rất là quan trọng và hãy chia sẻ cái thái độ tích cực này đến mọi người xung quanh bạn, nhất là những ai đang tuyệt vọng và cần có một nguồn năng lượng tích cực. Hãy sống cho hiện tại và quan tâm đến ngày hôm nay mà thôi. Và qua cái trải bài này, các bạn thấy không? Mọi sự vấn đề đang nằm ở một trong hai bạn đang muốn thay đổi. Khi mà các bạn biết mình hướng về nội tại, mình bình an trong chính cái nội tâm của mình, thấy an vui và hạnh phúc, thì chắc chắn cái mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi hết. Và cái giải pháp của bạn sẽ được giải quyết khi các bạn bình an trong chính tâm hồn của mình. Và từ đó các bạn sẽ đạt được cái những gì bạn muốn, hạnh phúc ngay ở phía trước. Khi mà bạn biết mình phải cần làm, thái độ tích cực với cuộc sống này, lan truyền cái thái độ đến cho mọi người xung quanh, nhất định bạn sẽ đạt được những gì bạn mong muốn. Và sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi đến cho các bạn là gì? Lời khuyên cho ai đang bị lạc lối trong cuộc sống này, hãy tìm thấy cái niềm đam mê trong của mình. Bạn hãy làm những cái gì bạn cảm thấy hứng thú nhất và hãy đốt cháy những cái gì đó khiến cho cuộc sống bạn bừng cháy lên. Và nhớ là phải nâng cao cái nguồn năng lượng tích cực của mình lên nhất có thể nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.